Chào tất cả các bạn đến với chương trình giải đáp thông tin của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giải đáp cho các bạn những thông tin thắc mắc về thành phố New York của Mỹ. Thì New York được xem là một trong những kinh đô thời trang. Vậy tại sao New York lại được xem là một trong những kinh đô thời trang? Thì kinh đô thời trang là nơi mà những cái phong cách thời trang quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm của các ngành công nghiệp thời trang với các hoạt động thiết kế, sản xuất hay là phân phối sự kiện thương mại và vận hành không ngừng nghỉ. Đây chính xác là nơi tập trung toàn bộ các hoạt động kinh doanh, tài chính cũng như là giải trí liên quan đến thế giới thời trang và cả thế giới ghi nhân. Đến nay thì các thành phố được cho là kinh đô thời trang trên toàn cầu bao gồm như là Paris, London, Tokyo hay là New York. Và với sự lên ngôi về phong cách thời trang đường phố thì New York bỗng dưng biến thành một sàn diễn khách quốc ngoài trời với nhiều phong cách ăn mặc thu hút. Và bạn cũng có thể theo dõi những phong cách thời trang của New York qua những blogger nổi tiếng trên thế giới. Vì hiện nay thì thành phố sở hữu rất nhiều ngôi trường mơ ước của các sinh viên ngành thiết kế thời trang. Vậy tại sao New York lại thu hút nhiều du khách du lịch đến như vậy? Tuy không sở hữu một vẻ đẹp mơ màng của châu Âu cổ kính, tuy nhiên thì New York vẫn thu hút được khách thập phương nhờ những đặc điểm sôi động của mình và sự bận rộn không ngừng nghỉ của thành phố. Lúc nào cũng được coi là tượng trưng cho những cái tháng ngày quay cuồng của công việc và cũng là nơi mà bạn có thể là hưởng thụ tất cả những cái thú vui trên đời, đủ các kiểu tiệc tùng, ẩm thực vòng quanh thế giới, bảo tàng nhà hát hay là rạp chiếu phim lúc nào cũng quay cuồng với những cái chương trình giải trí mới. Hơn nữa thì phim ảnh cũng có thể là những tác nhân quan trọng trong việc khơi dậy những giấc mơ đặt chân đến nước Mỹ của nhiều người, đơn giản là hòa nhập vào những dòng người tấp nập đang ngược xuôi ra vào tại các tòa nhà hành chánh. Và có lẽ là nhờ đã gắn bó với New York qua màn ảnh mà ai cũng mong được một lần đặt chân đến nước Mỹ để sống trong những giấc mơ của đời mình. Và hy vọng với những chia sẻ trên thì các bạn có thể là hiểu thêm được về thành phố New York thì như thế nào. Và nếu như mà các bạn đang tìm kiếm những thông tin về du học, tham khảo các trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Minh Tuấn, bạn vừa mới đậu visa du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn với bạn. Chị xin chào Tuấn. Em chào chị. Tuấn có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em không? Mình tên là Tuấn và mình tốt nghiệp năm ngoái trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó mình đã đi làm cho hai công ty truyền thông. Và sau một thời gian đi làm thì mình lại có hứng thú đi học lại và mình đến với công ty Tân Đại Dương để nhờ tư vấn và hôm nay mình đã có visa để đi du học Mỹ. Cho chị hỏi là mình đã đi tốt nghiệp đại học, mình tốt nghiệp đại học ngành nào ở Việt Nam em? Dạ, em tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Mình qua Mỹ mình sẽ học ngành nào? Qua Mỹ thì em sẽ học tiếp lên thạc sĩ quản trị kinh doanh và cái chuyên ngành nhỏ của nó là marketing và quảng cáo. Tại sao mình lại chọn Mỹ để mình đi theo học? Dạ, thật sự là hồi mới tốt nghiệp ở Việt Nam là em rất muốn làm cho những cái công ty, những cái agency marketing tại Việt Nam mà quốc tế. Nhưng mà lúc đó là em không có đủ năng lực cũng như là cái trình độ tiếng Anh của mình vẫn chưa có nên là những công ty mà em mơ ước thì vẫn chưa apply vô được. Thì sau một thời gian đi làm tại Việt Nam thì em thấy là cái sở thích ngày xưa của mình đã trỗi dậy cũng như là cái mong muốn cái mức lương của mình nó cao hơn thì em quyết tâm là phải làm cho bằng được và công ty đó để làm. Nên là em quyết tâm là đi du học để có bằng cao hơn cũng như là cho dồi khả năng Anh ngữ của mình để có nhiều lợi thế khi phỏng vấn xin việc. Rồi mình qua Mỹ mình chọn học ở ngôi trường nào em? Qua Mỹ thì em sẽ học tại trường Avila University. Em có thể giới thiệu sơ nét về trường của em hay không? Trường này thì nó nằm trong một top 110 trường đại học tốt nhất ở vùng Tây nước Mỹ và cái số năm kinh nghiệm của nó là gần 100 năm. Trường thì khá là rộng, tới cả hơn 20.000 hecta với 13 tòa nhà nhưng mà số lượng sinh viên rất là ít. Vì vậy nó tạo cho mình được cái tập trung khi mà học trong một cái lớp mà có ít sinh viên. Trung bình một lớp là chỉ có khoảng từ 15 tới 17 sinh viên thôi. Thì nó tạo cho mình được cái sự tập trung và học tốt hơn. Tiếp theo là trường này thì cũng có khá nhiều các bạn sinh viên quốc tế tham gia. Và Việt Nam thì cũng có nữa. Việt Nam em xem là có cũng gần khoảng 50 bạn. Và còn nhiều quốc gia khác nữa thì em nghĩ đây là một cái môi trường để mình trao đổi văn hóa và học hỏi kiến thức của nhau rất là tốt. Đặc biệt hơn nữa là trường này rất là gần nhà của em và vì vậy nên là cái việc đi học của em thuận lợi hơn. Thuận tiện rất là nhiều đường. Rồi cho chị hỏi cái chuyên ngành mình chọn nó có phải là thế mạnh của trường hay không?
Có chị, em chọn trường Abella này thì cũng một phần là do cái chương trình MBA là một trong những chương trình điểm mặt của trường. Nó được công nhận bởi rất nhiều tổ chức của nước Mỹ. Đồng thời thì cái chuyên ngành này chiếm số lượng sinh viên học nhiều nhất trong trường luôn. Rồi hôm nay mình sẽ quay lại cái câu hỏi về cái buổi phỏng vấn này hôm nay đi. Mình có cái sự chia sẻ gì dành cho tất cả các bạn hay không? Bởi vì là mình đã được các anh chị ở Tân Đại Dương giới thiệu cũng như là chuyên linh cho mình biết cách phỏng vấn, thì mình chỉ nói lại một câu của anh Bảo Anh thôi là phỏng vấn được hay không đó chính là do thái độ của mình. Nói chung là mình phải giữ một cái thái độ rất tự tin. Tự tin không những về cái hồ sơ của mình mà tự tin về ngoại hình, về trang phục, tất cả mọi thứ. Thì khi mà người ta thấy bản thân mình tự tin rồi thì người ta nghĩ là mình là một người có mục đích thật sự, có hồ sơ thật sự, và người ta sẽ không kiểm chứng gì nhiều về hồ sơ của mình, mà người ta chỉ hỏi những câu hỏi kỹ về chuyên môn cũng như là về cái ngôi trường mình định học và những cái dự định qua Mỹ thôi, chứ không có hỏi kỹ về cái phần làm hồ sơ như thế nào. Thì đó là những cái chia sẻ mà mình tốt quyết định ngày hôm nay. Rồi bây giờ cho chị hỏi là sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Cái chuyện này thì em nói đang rất là mắc cười, tại vì là ngày xưa thì em cũng chẳng có biết Tân Đại Dương là gì hết. Em cứ lên mạng thì tại vì có nhiều công ty nó chạy sponsor, chạy Google Ads cuộc thì nó đưa cái kết quả lên đầu cùng. Thì em kích vô hai công ty trên đầu cùng, em đến thì em cũng thấy ok, tư vấn hay, và em về nhà em xin mẹ em tiền. Hôm sau là em lên công ty đó em đóng, nhưng mà trong đêm trước khi chắc đó một đêm thì em có chat với một người bạn của em cũng đi học ở nước ngoài rồi và cũng đã từng làm việc ở Tân Đại Dương rồi. Em hỏi bạn đó là ủa ngày xưa mày đi du học là mày có biết được những cái công ty tư vấn du học nào mà nó uy tín hay không? Thì bạn em nói là vậy mày thử qua Tân Đại Dương đi. Thì ngày hôm sau em lên Tân Đại Dương liền luôn và em gặp chị Kim. Chị Kim tư vấn cho em và em cảm thấy là rất là thuyết phục và rất là đáng tin tưởng hơn những cái hơn hai công ty trước mà em từng tư vấn. Và chỉ trong một khoảnh khắc là em đã ký hợp đồng và đóng tiền ngay lập tức trong lúc đó luôn. Em thấy đây có thể là một cái tình cờ, cái duyên nhận rất là hay. Tân Đại Dương. Cái đó cũng là một cái may mắn của em nữa. Chị cũng may mắn là được muốn lên để nói chuyện với em. Rồi cho chị hỏi một chút là mình có cảm nhận như thế nào về Tân Đại Dương? Đối với Tân Đại Dương thì em chỉ có hai từ là tuyệt vời thôi. Thứ nhất là tuyệt vời về chất lượng dịch vụ và tuyệt vời về nhân viên. Dịch vụ của mình rất là chu đáo. Mình đối với em là người khách hàng đi, em chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản thôi, còn lại tất cả các quy trình từ A tới Z là Tân Đại Dương em hết luôn. Tất cả mọi thứ em không cần phải biết hay là phải nặng nhọc về cái vấn đề đó. Em chỉ cần mang thân em lên công ty để học, để training những cái buổi phỏng vấn và đúc kết được những kinh nghiệm. Còn về nhân sự thì các anh chị đều rất là hòa đồng, thân thiện, và cái môi trường rất năng động, rất là phù hợp với lại cái sở thích của em trong cái công ty làm việc như vậy. Các anh chị thì quan tâm em, anh Khôi thì dẫn những cái buổi phỏng vấn rất là hữu ích, những thông tin nền cơ bản. Chị Kim thì hướng dẫn em những cái thông tin cao và những cái sự khôn khéo của mình khi đi phỏng vấn. Còn anh Bảo Anh là học với anh có một buổi thôi mà mình đã tự tin rồi, nhưng mà học xong rồi mình còn tự tin thêm 1000 lần nữa. Rất là hứng thú với cái dịch vụ và chất lượng của Tân Đại Dương. Chị cảm ơn những cái lời khen ngợi mà em đã dành cho nhân viên của công ty Tân Đại Dương. Đã thay mặt cho công ty thì chị cũng rất là cảm ơn em. Em đã giúp cho những cái nhân viên như trong công ty như chị cảm thấy tự hào hơn về công ty của mình, yêu nghề nghiệp của mình hơn, và hứa là sẽ cố gắng cung cấp những cái dịch vụ tốt hơn cũng như hoàn hảo hơn dành cho tất cả những các bạn có dự định đi du học giống như em. Ok, em cũng chúc cho công ty mình sẽ ngày càng thành đạt và giúp được nhiều bạn đi du học Mỹ như em nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúng tôi hy vọng rằng cái những chia sẻ của bạn Minh Tuấn sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất là nhiều. Khi các bạn cần xử lý hồ sơ du học hãy liên lạc với ngay chúng tôi 3848 4879.